Kính chào quý vị khán giả. Giá vàng đã là thời sự nổi bật của báo chí kinh tế tuần qua. Tờ L'Economia ra đầu tuần trước tại Italia dành hai trang với biểu đồ ấn tượng về giá vàng với thông tin từ tháng riêng năm nay giá ounce vàng đã tăng 12% vượt qua mức 1430 đô la Mỹ sau 6 tuần tăng liên tục. Tờ báo ý trích lời một chuyên gia phân tích tài chính rằng nhiều khả năng giá vàng sẽ lên tới mức 1500 đến 1530 đô la Mỹ một ounce bài báo giải thích là khi mà lãi suất cơ bản giảm ấy, thì giá vàng tăng có một mối liên hệ rất rõ ràng vấn đề không chỉ liên quan đến mỹ mà cả châu âu nữa bài báo nhận xét không phải ngẫu nhiên mà các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua vào hơn 145 tấn vàng trong quý đầu năm nay. Giá vàng đã tăng mạnh nhưng trong quá khứ đã từng có lần giá vàng lên tới 1.900 đô la Mỹ hồi cuối năm 2011. Tờ báo Bồ Đào Nha Jornal de Negocios cũng nhắc tới kịch bản có thể giá vàng sẽ đạt mức 1.500 đô la Mỹ trong vòng 12 tháng tới. Mà theo suy đoán của tờ báo này ấy, là vì kinh tế thế giới giảm tốc và lo ngại gia tăng khi Tổng thống Mỹ áp dụng các biện pháp thương mại cứng rắn. Câu hỏi của những ai quan tâm đến giá vàng là vậy thì sao? Nên làm gì hay là không làm gì trước diễn biến dồn dập vừa rồi? Tờ Boston của Đan Mạch có một bài báo thú vị khi đi tìm câu trả lời một tên tuổi nổi tiếng nhờ đầu tư vàng hiệu quả đã nói với tờ báo này rằng giờ là lúc tôi bán ra vì tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận không còn được như khi tôi mua lúc trước. Ông này cũng đang chờ giá vàng đạt đỉnh 1.500 đô la Mỹ nhưng cho rằng giá sẽ không lên đều theo đường thẳng mà trồi sụt biên độ mạnh cho nên từ giờ đến cuối tháng 7 đầu tháng 8 sẽ là cơ hội làm ăn của dân chuyên buôn vàng. Thế còn với nhà đầu tư thông thường không chuyên về vàng thì nên làm gì? Tờ báo Anh Thư Tín hàng ngày viết, các chuyên gia cảnh báo những người lóa mắt khi thấy vàng lên giá là không nên quan tâm đầu tư vào vàng làm gì cả. Nếu có thích ý, thì cùng lắm cũng chỉ nên dành nhiều nhất 5% vốn liếng cho vàng mà thôi. Bởi vì vàng không đẻ ra cổ tức, cũng không mang về tiền lãi như là khi gửi tiết kiệm. Giá vàng lên là do nhu cầu, thế mà nhu cầu thì lại do những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Bài báo khuyên rằng, muốn giàu thì đừng có lao vào mua bán vàng. Vàng chỉ nên là thứ để mà cất trữ làm của mà thôi đó là một số bài trên báo chí châu âu tuần qua quanh chuyện giá vàng lê hồng quang phóng viên truyền hình việt nam từ châu âu